cắn nhau, nó trèo nó cắn nhau đi. Con để trứng vào ba quả trứng, con để vào ba ổ. Để cho nó đỡ tranh nhau cái ổ đẻ. Nó vẫn chạy nhỏ. Còn ấp còn đẻ. Qua mổ con đã ấp vừa một con, trong lòng thì chưa mổ nốt. Nó đẻ trên ấy nhà mình. Đẻ lung ta lung tung. Đẻ như gà rừng ấy. Ôi giời, ngày qua ta không lấy, nay không lấy. Ôi giời, nó đẻ đây. Đấy nhá, cái mảnh bên này. Thế bây giờ cứ nhặt về thôi còn. Xong nó lại vẫn vào đây nó đẻ à? Rồi gà này. Ra đây làm ổ đẻ ở đây bây giờ. Đấy, để đây cho nó để chui nó đẻ à. Làm nào. Đây hai quả trứng. Các bé này. Đấy, đang kiếm để hoang. Đây. Đi nhặt trứng gà cùng mami. Vì con gà nó đẻ hoang. Nó nhà nó cắn nhau hơn là trống dẫn như đẻ. Quăng quác, em tưởng làm sao. Quác, 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 quác. Nó cho mái nằm trong bên ngoài là trời. Quác, quác, quác. Là trống. Không, đầy qua những hoa cái nó ra quả lon rồi kìa. Nhặt trứng. Phát thì là gà đốt. Cục, 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 cục. Trời ơi. Cứ chui giúp cái đẻ. Có khi nó đẻ chỗ khác, có khi nó lại không biết đấy. Không, nó chả đẻ chỗ khác. Cục tác đi. Đấy à? Nghe tiếng nó cục tác là biết. Nó đẻ được 7 tháng quả, tao không biết, lúc xem thế hẳn 7 tháng quả. Thế à? Cứ thấy nó kêu này là mẹ ra mẹ tìm à? Trời ơi. Phía trước nhà là đồi gỗ. Đây là gỗ gì mẹ? Gỗ bồ đề. Gỗ bồ đề à? Bồ đề nó nhanh lớn nhờ. Cái hôm nào con lên nó phát quang hết rồi, đã lớn như này rồi. Cái này mới được 25 như bấy. Đấy, lũ gà nó đẻ xong rồi chạy về đây, đưa nhau về đây rồi. Dẫn nhau về đây. Mỗi một con gà trống rồi đúng không? Con gà trống nó về đấy, mấy con gà mái lại bu lại. Con tí xem có gì không? Tai có ve. Có ve có biết gì không? Mình mới xem, thằng nó xem. Tao mới xem nó con. Thì có chẳng tắm được. Có. Không có thì mình xem đi chơi đèn. Nên anh kiểu đi tơ nên mình. Sờ vào đấy lăm ngửa rồi. Xem cho cắn ta thế. Ý nó xem. Vì nó thấy áo mồm nó sợ lắm. Mới đi tơ thì làm gì nó đã có hiện tượng gì. Phải đợi thêm. Nó lì lắm, đánh nó không chạy đâu mà. Đánh nó không bẹp. Nó không chạy, nó không kêu. Thở dài. Nó chẳng cắn nào đâu. Nó chưa đẻ lần nào, nó còn cho tơ 4-5 năm nó đẻ khôn. Đẻ lứa đầu đấy. Thế nhiều bảo nó khôn nó biết. Không cắn thế là thôi này. Con này quát nó còn nghe này. Quát. Đây là món thịt xiên lướng của nhà mình. Đây là mẹ đang chuẩn bị bữa tối này. Một miếng thịt rồi một cái lá chanh. Xong lại một miếng thịt. Thịt mình chỉ ướp mấy cả gia vị, nước mắm và mì chính thôi, không có gì cả. Và cái làm lên cái hương vị của món thịt này đó chính là lá chanh các mọi người. Lá chanh thì mình hái trong vườn luôn ấy. Đó. Tí nữa lướng lên nó sẽ rất là thơm.
nó cháy cái lá chanh nó rất là thơm. Cái miếng này nó có bì. Đấy. Cái này phải có thêm ít hạt tiêu nữa thì thơm. Có hạt tiêu ấy. À thôi thôi. Có hạt tiêu làm. Có lấy hạt tiêu không? Cho ít nước hàng vào nữa thì là thơm. Nước hàng thì không có hạt tiêu thôi. Thôi được rồi. Gấp đến thế thôi. Tại vì cái mùi lá chanh nó đã thơm rồi mà. Tiêu có chẳng quên đâu. Cần đang tay rửa tay lại cầu cứu quá. Tí lại còn là món vịt lướng gà lướng. Thấp xuống như này, thấp xuống. Đây, sau khi đã xiên thịt xong bây giờ mình sẽ đi lướng thịt nhá mọi người. Đây mình sẽ cho thịt vào đây để lướng. Đây có để cái chậu ăn đã tí mẹ nới ta đi chặt cái cây muối chứ không. Đây mẹ ơi. Hả? Con bảo mẹ đẩy dịch vào con mẹ. Mẹ đẩy dịch cái chậu vào. Đâu có đưa đưa con cái không không phải chặt đâu. Bỏng lắm đấy. Không đây đẩy vào như này. Gác cái này này một bên này, một bên là dưới. Đây. Chặt làm gì đây? Đúng chưa? Được không? Được rồi, được thoải mái. Đó. Thịt xiên lướng. Món này thì cực kỳ hấp dẫn và thơm. Đó. Đấy. Đấy, thịt xiên lướng đây. Đấy, thịt ướp lá chanh. Lướng. Đấy, đã nghe tiếng mỡ nó chảy xuống lục đục lục đục lục đục. Đây là mami đang ngồi lướng thịt. Thơm đấy. Ây da. Đấy. Nó nhỏ mỡ xuống rồi nó bùng lên. Mỏ mỡ chứ bùng. Đầy củi luôn nhỉ, đầy than này, cháy bốc. Than rất là đỏ lửa. Đây này, mẹ cứ phải nhâng lên như này sợ nó cháy. Nhâng lên cho. Bỏng, mẹ nhâng như thế nó bỏng tay. Đấy, lật lật thôi. Thôi, cứ để như này đi. Này cho chín. Nó chưa cháy đâu, mày cứ để nguyên. Không sợ đâu, không sợ cháy đâu. Cái này cho lật này này. Đấy. Là cứ kê kê nó vào. Đấy, rồi đấy, mày cứ để nguyên như thế. Đấy, này gạt thịt than là nó đỡ cháy rồi mà đấy, sao? Đó. Nó bốc lửa lên mới sợ cháy, còn không thì không sợ đâu. Rồi. Đấy. Tại vì nó cứ than nó lổ. Vì là nó gõ mỡ xuống ấy thì nó mới bốc lên chứ không cũng không bốc. Đấy cứ để như thế nó chín rồi. Sợ khói bốc rồi. Nó mút nhìn. Cho nó bụi lên. Sợ nó cháy này phải gạt bếp cả than ra ngoài. Lại phải nhấc ra ngoài thì sợ nó cháy. Rồi, hết rồi. Từ từ. Đèn chín.
ngon. Không ngon. Đấy. Mẹ sợ cháy không ngon nên mẹ cứ phải canh nó như thế này. Cái đó nó chưa sợ cháy, chưa sợ cháy không mẹ? Thơm thế. Ôi, xin thịt nướng chất lượng.